Ngọc Anh rất vui gặp lại các bạn trong bản tin bóng đá Việt Nam. Chúng ta hãy cùng đến với những tin tức bóng đá mới nhất ngay sau đây. Thiệt thòi cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sau trận hòa với U23 Philippines. U23 Việt Nam sau chiến thắng tưng bừng trước U23 Indonesia ở lượt trận mở màn SEA Games 31 đã bất ngờ bị đối thủ U23 Philippines cầm hòa không bàn thắng ở lượt trận thứ hai của bảng A. Đây là trận hòa khiến huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự không hài lòng về U23 Việt Nam, đồng thời tỷ số này cũng khiến người hâm mộ không khỏi hụt hẫng và có phần thất vọng. Việc không thể thắng đội đang dẫn đầu bảng, U23 Philippines, để chủ động hơn trong việc tính toán vào bán kết và không thể xoay tua cầu thủ như ý muốn là nằm ngoài dự liệu của huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam ôm đầu khi các học trò ở tuyến dưới xử lý không đúng ý. Qua những cử chỉ lắc đầu, dậm chân, nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ rõ sự không hài lòng với nhiều tình huống chơi bóng của các học trò. Sau trận đấu, ông thầy người Hàn Quốc khẳng định U23 Việt Nam không chú ý hòa Philippines sau nguồn dư luận cho rằng thầy trò ông muốn đứng nhì bảng A để tránh Thái Lan ở bán kết. Thực tế, các cầu thủ trên sân đều quyết tâm để có một cái kết mãn nhãn như trong trận đầu ra quân gặp U23 Indonesia nhưng đều bất thành. Tiếc cho các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo sút cầu môn mê mải trong suốt 90 phút mà không một lần thành bàn. Hòa không phải là kết quả tốt nhất, nhưng khi đối phương đá phòng ngự số đông, rất khó để chúng tôi có thể xuyên phá. Chúng tôi từng có nhiều trận đấu khó khăn tương tự khi gặp phải những đối thủ chơi theo cách này, ông Park bày tỏ. Trời mưa, sân trơn, bóng ướt là những cái cớ không thể biện minh cho khả năng dứt điểm kém của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Lần lượt Văn Đô, Công Đến, Nhâm Mạnh Dũng hay các trung vệ Thanh Bình, Việt Anh lên tham gia tấn công đánh đầu cận thành vẫn không thể làm rung mảnh lưới đối phương. Ngay cả chân sút giàu kinh nghiệm nhất Tiến Linh hay phía dưới có Hoàng Đức đá mãi không vào. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, ông không thể nói hết lý do khiến U23 Việt Nam bị cầm hòa dù rất muốn thắng, nhưng nó giúp các học trò ông có nhiều bài học lớn khi gặp đối thủ có lối chơi tương tự. Duy có điều, trận hòa không mong đợi có thể sẽ làm nhà đương kim vô địch gặp sức ép tâm lý hơn trong hai trận cuối vòng bảng, buộc phải thắng để chắc chắn giành vé chơi bán kết. Huấn luyện viên Park Hang-seo hứa sẽ cùng các cộng sự tìm ra cách đối phó khi gặp những đối thủ đá phòng ngự số đông với tính kỷ luật chặt chẽ. Đây là điều mà giới chuyên môn hay nhắc đến, bởi đội nào cũng thận trọng trước sức mạnh của U23 Việt Nam và lợi thế sân nhà lẫn tư thế đương kim vô địch. Đáng tiếc là các học trò của thầy Park không thể giải quyết bàn thắng vào lưới Philippines như đã từng làm trước Indonesia, khiến chủ nhà phải chơi kỹ hơn và dốc sức nhiều hơn ở những trận sau. Thiệt thòi nữa của U23 Việt Nam là mong muốn sớm xoay tua cầu thủ của huấn luyện viên Park Hang-seo bị phá sản khi phải miễn cưỡng sử dụng tiếp đội hình chính thức. Ban đầu, ông cất Lý Công Hoàng Anh, Văn Xuân và tiền đạo Văn Tùng, những cầu thủ của đội hình xuất phát trận giao quân thắng U23 Indonesia. Nhưng sau khi các chân sút bế tắc và không thể gây đột biến, thầy Hàn buộc phải đưa họ trở lại trong hiệp 2. Ông Park chia sẻ, trong danh sách của chúng tôi lựa chọn mỗi vị trí hai cái tên. Trong trường hợp nếu có chấn thương hoặc gặp vấn đề khác, chúng tôi có người để thay thế. U23 Việt Nam luôn có những phương án dự phòng. Tuy nhiên, bản thân ông Park cũng có nhiều nuối tiếc vì đội hình mạnh nhất không thể ghi bàn thắng, thậm chí là dẫn sâu để ông thực hiện xoay tua cầu thủ cho cuộc chiến SEA Games đường dài. Ông Park nói thẳng, mình không hài lòng sau trận hòa không bàn thắng với Philippines và cho biết sẽ giúp học trò nỗ lực hơn trong hai trận cuối gặp Myanmar và Đông Timor. Sự khó khăn trong khâu ghi bàn của đội nhà trước một U23 Philippines chơi phòng ngự tập trung. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cách U23 Philippines phòng ngự, chúng ta sẽ nhận ra khó khăn không phải do hệ thống của họ tạo ra, mà phần nhiều do chính chúng ta thì đúng hơn. U23 Philippines không chơi cởi mở như U23 Indonesia, nhưng họ cũng không chọn lối chơi tiêu cực với đội hình quá thấp. Thực tế, họ phòng ngự chặt chẽ, không lạm dụng số đông theo kiểu tử thủ. Họ tạo ra một hệ thống giãn cách giữa các tuyến, giữa cá nhân với cá nhân rất hợp lý và biết duy trì một tốc độ thi đấu vừa đủ cho sự chủ động. Bên cạnh đó, phải công nhận huấn luyện viên Norman Fejidero tỏ ra biết người biết ta hơn huấn luyện viên Shin Tae-yong. Ngay từ đầu đã không giấu giếm ý đồ phòng thủ số đông để có kết quả hòa có lợi. Ông thầy 52 tuổi đã mạnh dạn cất cả đội trưởng Stephen Marcus 36 tuổi trên ghế dự bị, chơi với sơ đồ 4-1-4-1, cắm duy nhất tiền đạo Jovin Bedic 32 tuổi ở phía trên. Việc không tìm được bàn thắng vào lưới U23 Philippines là do chính U23 Việt Nam với khâu tấn công còn nhiều tồn động, bế tắc thực sự. Nghiêm túc nhìn nhận lại, phải thừa nhận U23 Việt Nam tuy làm chủ được cuộc chơi nhưng lại không tạo ra được quá nhiều cơ hội nguy hiểm trong vòng cấm đối phương. Nói thẳng, chúng ta không có nhiều lần xâm nhập được vòng cấm của đội bạn và lý do nằm ở chỗ định hướng vị trí của hàng công đang có vấn đề. Với một vài cơ hội có được và bị bỏ lỡ bởi các chân sút như Tiến Linh, Công Đến, người xem có cảm giác chúng ta không ghi được bàn là do dứt điểm kém.
Thực chất, dứt điểm chưa tốt chỉ là một yếu tố nhỏ. Yếu tố lớn hơn chính là cách chọn vị trí hoạt động và cách di chuyển của hàng công. Nhìn thấy rõ U23 Việt Nam tiếp cận cả hai trận đầu tiên của vòng bảng đều theo cách sử dụng những đường truyền ra phía sau lưng hàng thủ đối phương. Với những đường truyền như vậy, chắc chắn tuyến trên cần một cầu thủ có khả năng thoát đeo bám nhanh chóng và khôn ngoan. Nhưng để dự phòng, luôn cần phải có hỗ trợ bọc lót cho cầu thủ mục tiêu ấy. Bởi với sự cảnh giác cao của hàng thủ đội bạn, các pha thả bóng ra sau lưng hàng thủ sẽ nhiều lần bị cản phá trước khi tiền đạo mục tiêu có cơ hội thoát áp sát. Và để đón bóng bị cản phá này, U23 Việt Nam cần phải có nhân sự hoạt động ở vùng giao giữa hai tuyến tiền vệ và hậu vệ đối thủ. Rất tiếc, gần như khu vực này của chúng ta không kiểm soát tốt vì thiếu nhân sự. Cả Tiến Linh lẫn Mạnh Dũng đều có xu hướng chơi không thoát tuyến hậu vệ đối thủ. Bởi vậy, dưới sự kèm cặp cẩn trọng của hàng thủ đối phương, các pha truyền ra sau lưng hàng thủ được thực hiện bởi những Hùng Dũng, Hoàng Đức đều bị vô hiệu hóa. Lẽ ra, U23 Việt Nam chỉ cần một nhân tố làm chim mồi, dình cơ hội thoát đeo bám để xuyên phá vào vòng cấm, đón các pha truyền tốt, và nhân tố còn lại thì hoạt động chủ yếu ở vùng giao giữa tuyến tiền vệ và hậu vệ đối thủ nhằm thu hút sự quan tâm của các đối thủ thuộc hai tuyến này và từ đó kéo giãn khối đội hình của họ. Có lẽ, ông Park sẽ nhìn nhận lại kỹ lưỡng nhược điểm này để cải thiện nhanh chóng trước khi U23 Việt Nam gặp những đối thủ khó khăn hơn. Tất nhiên, mài sắc lại khả năng dứt điểm cũng là việc cần phải làm, nhưng trước tiên hãy nghĩ tới việc tạo ra được nhiều cơ hội tốt cái đã. Pha ghi bàn của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng ở trận mở màn nên là một tham chiếu quan trọng cho bài đánh của U23 Việt Nam kỳ này. Nó cho thấy nếu tổ chức định hướng vị trí tốt, khi có cá nhân xuyên phá bất ngờ từ tuyến dưới và phối hợp đập nhả với cá nhân trong vai trò mục tiêu ở tuyến trên, cơ hội có thể được mở ra bất kỳ lúc nào. Nên nhớ, Hùng Dũng, Hoàng Đức và ngay cả Công Đến đều là những cầu thủ có khả năng dứt điểm khá tốt và việc họ được đồng đội tạo điều kiện để đột phá sẽ mang lại cho U23 Việt Nam một bài đánh hiệu quả và bất ngờ. Trong khi đó, sau thất bại bất ngờ trước U23 Malaysia ở trận ra quân, U23 Thái Lan đã có chiến thắng đậm đà 5-0 trước U23 Singapore, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng B. Sau trận U23 Thái Lan thắng Singapore 5-0, huấn luyện viên Poking cho biết luôn hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 31, quyết thắng nếu đụng U23 Việt Nam ở bán kết. Ở trận đấu với Singapore, huấn luyện viên Poking trở thành tâm điểm của khán giả vì cãi nhau với trọng tài. Ông Poking mặc áo màu đen trùng với màu áo trọng tài, qua đó bị yêu cầu mặc thêm áo bíp. Nhưng huấn luyện viên U23 Thái Lan có thái độ bực dọc, thậm chí còn bỏ đi vào khu huấn luyện. Trợ lý trọng tài liên lạc với trọng tài chính, yêu cầu ông Poking mặc áo bíp. Nữ tỷ phú Nua Phan Lam San đã theo can ngăn ông Poking để trận đấu tiếp tục. Nữ trưởng đoàn U23 Thái Lan liên tục có những hành động ấn tượng để hòa giải. Trước đó, bà chủ động cầm áo bíp đưa cho ông Poking. Tình hình môn bóng đá nam SEA Games 31 đang diễn ra kịch tính trong từng bảng đấu, nhưng người hâm mộ Việt Nam chúng ta vẫn đang dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo một niềm tin, bởi nói cho cùng, mọi việc vẫn đang nằm trong tầm tay chúng ta. Và thời lượng bản tin bóng đá Việt Nam đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.